Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện một cái trò nghịch, đó chính là nghịch một cái lọ gel siêu dính, dính dã man, dính kinh khủng luôn. Thì đây là một ý tưởng mà tôi mới nghĩ được liên quan đến cái lọ gel màu đen như này. Hôm nay tôi sẽ thử dán hết toàn bộ lên trên mặt và lột ra xem là lột được bao nhiêu mụn. Đấy, nghịch cái trò rất là đơn giản thôi. Bên trong là một màu đen, là một chất siêu dính luôn. Đó, các bạn thấy không? Dính kinh khủng luôn. Thế tôi gọi là gel siêu dính. Ok, bây giờ tôi sẽ soi gương và bôi cái keo siêu dính lên trên mặt. Đó, rất là dính. Tôi sẽ bôi đầy lên trên mặt. Ok, tôi vừa mới dán xong được gần hết mặt, còn trên trán nữa. Thật sự là bây giờ nhìn mặt tôi như kiểu là chát bùn, chát phân lên trên mặt. Nó rất là dính luôn, dính vãi chưởng luôn. Tôi sẽ dán lên cả trên trán nữa, ok. Ok, tôi đã bôi hết số gel lục mụn lên trên mặt và các bạn thấy là mặt tôi bây giờ đen xì luôn và nó rất là dính luôn. Nó dính đến cái mức mà tôi nói cũng rất là khó, méo hết cả mồm luôn. Và trong cái thời gian mà đợi cái số gel lục mụn này nó khô thì tôi sẽ giới thiệu các bạn một cái tựa game đang rất là hot và rất là nhiều người chơi hiện nay tại Việt Nam, có tên là Rise of the King, một tựa game mà tôi cũng đang chơi. Rồi, đây là giao diện chính của game Rise of the King. Đó. Thì đây là thành trì và lâu đài của tôi. Còn đây là tất cả quân lính của tôi. Chúng ta có thể thu lại và zoom nó ra được để xem rõ tất cả các chi tiết ở trong game. Cái tựa game này thì rất là phù hợp cho những cái bạn nào mà thích điều binh khiển tướng, thích trở thành một vị vua để có thể cai quản cả một đất nước, cả một doanh trại, sau đó sẽ cầm quân của mình đi đánh chiếm các cái thành trì khác. Thì bây giờ tôi đang là vị vua đó và tôi sẽ cầm toàn bộ số quân của tôi để đi đánh chiếm các cái thành phố khác, cướp lương thực về cho thành phố của tôi. Nhưng mà trước khi đi đánh thì tôi sẽ giới thiệu qua cho các bạn biết về cái game này. Thì chúng ta sẽ xây rất là nhiều nhà. Ở đây tôi có hành lang chiến tranh, có xưởng khí giới dùng để sản xuất ra những cái loại xe pháo đục thành và pháo cẩu, pháo bắn, có công xưởng dùng để chế tạo bẫy, bục lắm dùng để chế tạo cung thủ. Chúng ta sẽ sản xuất sản sinh ra rất là nhiều cung thủ để bảo vệ thành và đánh chiếm các cái thành trì khác. Tiếp theo là chuồng ngựa, đó nơi chúng ta có thể xuất được ra những cái kỵ binh, cưỡi ngựa, cung tên, giáo sắt. Rồi ở đây có học viện, đại sứ quán, hội đồng thương mại, nhà kho để chứa lương thực. Doanh trại thì có rất là nhiều kỵ binh đường bộ, gọi tắt nó là bộ binh. Rồi, còn ngoài này là tường thành. Ở đây có lò rèn, thao trường. Ngoài thành thì là có tất cả những cái nông trại dùng để thu hoạch lúa mì. Lúa mì này chúng ta sẽ thu hoạch về để có thể sản xuất ra quân đội. Tiếp theo thì là có những cái mỏ kim loại dùng để thu hoạch đá hoặc là bạc. Ở đây có xưởng gỗ. Gỗ này chúng ta sẽ dùng để xây dựng doanh trại hoặc là xây dựng tường thành, nó có thể mạnh hơn để chống chọi lại những cuộc tấn công từ các cái thành trì khác. Ở đây tôi có một lâu đài. Đây là lâu đài của tôi. Trong lâu đài chúng ta có thể thay đổi chủ đề. Đó, thay đổi rất là nhiều chủ đề để khiến lâu đài của bạn nhìn đẹp hơn. Ok. Và không linh tinh luyên thuyên nữa, bây giờ tôi sẽ cầm quân lính của tôi đi chiếm những cái thành trì khác để thu lương thực về doanh trại của tôi. Đó, gọi khác đó chính là cướp. Tôi sẽ vào bản đồ. Bây giờ tôi sẽ đánh chiếm cái lâu đài này. Tôi sẽ xuất toàn bộ số quân của tôi ra, có tổng cộng là 3.000 lính giáo, 1.000 máy bắn đá hạng nặng, dùi công thành 50, thiết thủ nỏ 902, kỵ binh tinh linh hạng nhẹ 801. Rồi, rất là nhiều. Tôi sẽ cầm hết quân đi đánh. Xuất binh. Đó, các bạn thấy là binh lính cùng với lại pháo cẩu của tôi đang đi sang cái thành bên này để cướp lương thực, đánh chiếm thành của họ. Rồi, quân của tôi đã áp sát cái thành level 7. Ok, trận chiến đã xảy ra. Chúng tôi đang chiếm thành. Không biết là trận này chúng tôi sẽ cướp được bao nhiêu lương thực, gỗ và đá. Rồi, các bạn thấy là quân địch đã bị chúng tôi đánh cho tan tác.
quân của tôi đã đánh cho cái thành này cháy luôn. Bình thường thì những cái thành mà đánh không cháy thì là chưa đánh thành công và phải đánh tiếp tục 3-4 lần khác. Nhưng mà cái thành này tôi đã đánh một phát cháy luôn, bởi vì là quân của tôi quá mạnh. Sau khi mà đánh xong thì là quân sẽ rút về thành và mang theo đó rất là nhiều lương thực cũng như là tài nguyên. Để kiểm tra mà cái trận đánh vừa rồi tôi kiếm được bao nhiêu lương thực thì tôi sẽ vào thư báo cáo trận đánh. Một phút trước đây tôi đã bao vây thành thành công. Tổn thất quân đội của tôi là 2.402 người và tôi giết được 2.893 người. Đó. Tôi đã cướp được 12.655 gỗ sẻ. Lương thực tôi cướp được 10.864 gỗ sẻ. Đó. Ok. Đây là chi tiết trận đánh. Rồi đó. Chúng ta có thể xem chi tiết trận đánh ở cái hòm thư. Quân của tôi đã về đến thành. Và các bạn thấy là cái số lượng quân tôi vẫn còn nguyên vẹn, không bị tiêu diệt đáng kể. Đó. Tôi đã đi đánh chiếm xong một cái thành. Ok. Thì ở đây là tất cả những cái gì ở trong game này. Và các bạn hãy tải game này về để chơi. Ngày 23 tháng 10 thì là game này sẽ có một bản update về Halloween. Ok, sau quãng thời gian ngồi chơi game các bạn thấy là mặt tôi đã khô hơn rất là nhiều. Đó, khô đét đèn đẹp rồi. Thực sự là rất là dính luôn. Thế nên là tôi mới gọi đây là cái lọ gel siêu dính, dính vãi chưởng luôn. Nó dính mặt tôi bây giờ là khô đét đèn đẹp. Cái này tầm khoảng 15-20 phút nó sẽ khô. Và lột ra có lẽ là sẽ có rất là nhiều mụn. Tí nữa tôi lột ra các bạn sẽ biết. Đấy, cho bạn xem qua. Đó. Ôi. Đấy. Rồi. Ôi. Ôi nó dính kinh khủng quá. Chắc là nó lột hết cả cái lông tơ của tôi ra quá. Ôi. Ôi. Một đau vãi trưởng bạn ơi. Không biết là nó có tao gì không. Ủa ơi, vẫn còn dính này. Ôi. Ôi, nó lột hết cả cái lông măng của tôi ra. Ủa, đây. Bây giờ là tôi sẽ cho bạn xem kỹ cái mũi của tôi khi mà lột ra nhé. Nó sẽ lột ra rất là nhiều mụn. Ồ, thấy chưa? Ủa. Ok, tôi đã lột xong mặt. Bây giờ tôi sẽ vệ sinh qua. Ok, tôi đã lột hết cái số keo lột mụn đen ở trên mặt đi. Sau đó là vệ sinh lại bằng khăn ướt. Thì bây giờ mặt của tôi thật sự là rất là sạch sẽ và rất là khô luôn. So với cái ban đầu. Ban đầu lúc mà chưa lột cái keo lột mụn này ra, tôi cảm thấy nó rất là dính dính. Dính và rất là nhớp nhớp. Nhưng mà lột ra rồi thấy rất là sạch sẽ. Và sờ ra thì thấy rất là mịn. Bởi vì là nó lột sạch, chả có cái gì trên mặt cả. Từ lông tơ cho đến mụn, nó lột hết tất cả mọi thứ. Rồi thậm chí cả da chết. Bây giờ mặt tôi là nhẵn thín, chả có gì cả đấy, các bạn thấy không? Đó. Nhìn trắng hơn trước rất là nhiều. Và tôi sẽ so sánh vào một bức ảnh. Ok, đấy xem ảnh rồi đấy, các bạn thấy là cái trình độ Photoshop của tôi quá đẳng cấp luôn, hiểu không? Thích đẹp có đẹp ngay, ok đấy. Rất là đơn giản thôi. Thì là sau cái clip mà nghịch cái trò bôi cái keo lột mụn trên mặt thì cảm thấy rất là thoải mái và rất là phê sau khi mà lột ra xong. Cũng như là tôi có thể giới thiệu cho bạn được một cái tựa game rất là hay mà tôi đang chơi. Hy vọng là tất cả các bạn ủng hộ và tải game đó về chơi cùng với tôi. Vào trong game đó solo cùng với tôi, ok. Tên nhân vật trong game của tôi là NTN Vlog đó. Và không linh tinh liên thuyên nữa thì là cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Nhớ subscribe, chia sẻ video.
và like video nhé. Ok, bye bye các bạn.